Chôn mà sạch rương vĩnh, một nít nhầm bàn tờ tu bò rộng miền, lùm ất bì lục sàn sốc xây há, đại lô cư chiến nhãn nông biện này xin ca nó có ba đi nhầm bình. Lục bàn là bắt đo bò rộng miền màu cắn khuyên to tại mặt đó, đại lục bàn là bởi chạy há. Cả rồi này cụ nạ trả ra cho rồi bò. Bà ôn hông, đại chí khám mê nhà nà tha mà sao mình nâng, khứ cao ớt láng nơi vì liêm mong pram lần nghiêch. Đại sát nơi ta mặt đói lâu mà phê bàm bây cổ xa, khăn nông sạc cắt cổ khliêng, khăn khăn sàn sốc bởi mất bà khăn sàn sốc. Hồi chấm buộc cả rồi này cụ nạ trả ra cho nâng, xa mặt ta kết có bàn thơ ca khót khluôn nẹ bao cổ dân cổ rê, sẵn đáo mà sân phương bởi mất bà. Hồi có cầm bông tay thư ca khót luôn nâng cầm bông tay thư ca xua nóm nâng có sang xâm nông rướng bình chun tờ tà la ca nâng thay xa ni phong đài bình mật bà nâng thay xa ni phong đài ni bà tam ca bình chạy bì lục sàn sọc xây hà hồi lục sàn sọc xây hà bàn bạch chạy nâng bắt đo bò rồng miên màu cắn khi nhóm bạc và thay tiết tha chung buộc cả rồi này cụ nạ trả cho bà ôn hông ní cứ bà tam chầm lòi nâng bò rộng miên đại bàn bắt đòi nẹp bài gột dôn bởi mật bà nẹp bài gột dôn cư nẹp bài gột dôn cả đế nâng gọt bàn bắt đòi bò rộng miên tờ căn xe mặt tờ cách tha đòi bò rộng miên tờ căn xe mặt tờ cách tha cư gọt bàn bài gột dôn nơ ta mặt đòi plâu khăn ông khăn sáng sốc nâng khả nạp đầy gót bác rụt dân nâng cư gót màn bán đăng thà bà ôn hông nâng láng tàu ng rụt dân ở cổ rê đài miên sật đau ng mà sân phương nâng tăng tỷ pê nà màu tê hoi gom màn đăng thà bà ôn hông nâng gót láng tàu ng rụt dân rồi bác gót tăng tỷ chùm nách nà màu đài phần tay nạp đầy gót phơ đầm ná tam plâu sắp tay mặt đo chùm nách tí tăng cát hẹt bà miên đầy thà chùm nách plâu mà phê bàm bay cổ xa đài cứ miên là bông pro đại chiến nè rút rồng mộ mà tô con bay mình nè bà mà tô con bay một tía nó bình mất bà mà tô con bay một tía nó cốt ban là prap tư nè bác rụt dân của rê nâng bông pro đại chiến nè bác rụt dân của rê nâng tha bông xôn bông mê ta chui và thôi là bươn pro rư có bông ai kiến pro ấy miên khám mê nhờ pro mà nè cầm bông tay thôi ca tao nó cỏi rụt dân rồi bọc bông bà thôi ca tàu nơi cõi rụt dân rồi bọc bông chẳng nơi bê đại cốt bàn bò đầm miên bì bông bò nẹ rụt mà tàu con bê hình tía nâng bông bò đại chi nẹ bạc rụt dân của rê nâng cốt có bàn chi dìm bạc rụt dân ai tờ kiên bình mất bà ai tờ kiên khả nạp bê đại cốt ai rụt dân tờ kiên nâng bà ôn hóng mẹn cốt lột cho phê lơ rụt dân tê bông bà ôn miên nê tha cốt ọt đầy nít bà tam ca bình chạy bì xa mặt tạc cách bà vì mà ta cách đại nhóm chuộc nơi cả lại anh bọt và bọt bệnh liếp môn ní đại cốt ở màu sông sông ti tăng bọt bởi mất bà sông bọt ống và bọt ống đại lúc cung mà bọt sông đại lúc cung nó không bọt bệnh liếp nâng đầm bay sông ti tăng cả lại bố chia sọc rồi bọt bọt hông nâng nó không bọt bệnh liếp cốt bán bọt bỏ miếng mà nhóm tha nơi bê đai đó cả lại anh cắt hết nó bọt hông nơi bê đai rụt dân cửa rê nó có chi dìm ai cho kiên bởi mất bà ai cho kiên đầm bay ta lẽ không mình không nữa ôn không nâng ở chỗ bị lưu đột dùn bằng tay chị ạ của sao bằng phổ nập đại đột dùn cái đấy có chi diêm ai cho kiên tới ôn không có ọt đầy mình này ta có ọt đáy có ọt khẩm lăng có ọt khẩm lăng có lập bốt đầy bởi mất bà có lập bốt đáy mình này ta có tao nơi cao đột dùn nâng như vậy bà chẳng có ọt khẩm lăng mà bà ọt đáy có lập bốt đáy hoi có lẽ tới trứ cả tôi rồi mọ bình mất bà cả tôi rồi mọ đại sở đau nơi rụt dân của rê nắng đại quát sở đau mà sinh lương nữa bông bông cân trong bông hóng sạp và sạp sạp đây mà chắc rụt dân của rê nắng bông bông chí bố rốt đại quát bàn thơ nhấn quát bàn tầm nẹ tầm nón tư rụt dân sầm mối oi mơ đất vô bông hóng nắng đảm bây vô tư sừng cụ bằng toàn bình mất bà vô tư sừng cụ bằng toàn nơi mình tí bét cục mà chiệt bằng tay nó bê đai đất tam rụt dân sầm mối nắng mình toàn bàn tất đó mình tí bét tới bình mất bà ôn hông cót bàn đạch cho sạp nư bê đai rụt dân sầm mối đất tam phá lâu nâng ní kì chi bò rộng miên đại dương tà tu bán bì sầm mặt tà kích bình mất bà ní kì chi bò rộng miên đại dương tà tu bán bì sầm mặt tà kích đại dương bàn bắt đó đại lục sàn sốc xây há cả đôi chia sầm mặt tà kích cà rìa lấy trả ra cho phơi cốt này xin ông ca nó có ba định nhìn pinh lúc bạn đọc bỏ đồng viên này khi nhầm
mỗi ngày ní khi ban từng cuối mà ngày tại mà đông bình mất bạn nè ní cứ chia bỏ miễn đại dương từ tua pi bong pro san sọc dài hà nhà tổng học ní ai đập màn ấy bây mất nhom năng anh ấy đời xa tại nhom mà phía cọt mình ấy cọt call mà đo bò miếng nhom chim mà tàu tam phơi lớn nhom năng call tour sắp từ lục san sọc dây hà đại lục cử chi nẹt non pịa nay snow ca nó có ba thì niềm pin đầm bay ở lục ban phải chẹt đo buộc mai bom pháo ôn ở ban chụp ba chung với nhà cả rồi này cút nạn trả cho đại bom pháo ôn cầm bông tại miền ca chấp và róm được không bàn đài sang công facebook năng mà đầm bay bom pháo ôn ở trong ngòi hơi ở lớn ní nẹt ba rụt yun cổ rễ có tàu ban sa mặt tất cả thưa ca khọt khluôn năng thưa ca co sang sầm nông rướng bình chun tơ tà la ca đầm bay thưa ca tam đi tệ vị thi chụp bập phòng đại bình mật bàn hơi ní hơi dương năng thưa ca kho tàu bom pro san sọc say ha và thêm tiếp đầm bay ở bom pro ban bật chẹt và ở bom pro ôn can đại triệt chụp bập chung với nhà cả rồi này cút nạn trả cho hàng lớn năng bình mật bàn alo chấm đẹp su bong pro bắt bong pro xe hà nhôm rực thi bong pro alo bắt bong bong pro hà nhôm sờ bàn rực thi bong bong pro đời xa tại bên ít nhôm cùng bong tại thôi ca lái hỏi cột miệng bong pro ôn mùi chấm luôn có trong đằng chung với nhà cả rồi này cút nạn trả cho rồi bong hồng bong a chui bật chẹt và thay mình tích bàn tế ta cút nạn trả cho pro ôn hồng nắng cột cả là nơi bị lìa mà sao mình nắng nơi bị lìa mau và má này nơi trở lại nào bong pro ក្រោយពីប្រុងប្រយ័ត្នស្លាប់គឺកើតឡើងនៅថ្ងៃទី11ខែមិថុនាកាលពី2022គឺវាបងសហជីពបៃដល់ទី12ថ្ងៃនេះមានត្រង់ចំណុចផ្លូវប្រសពហើយផ្លូវ23ទូរស័ព្ទប្រសពជាមួយនឹងផ្លូវចូលជាប្រសពភាពនឹងទីតាំងនៃសង្កាត់កោគ្រៀងខណ្ឌខាងសុខបាទបងបាទបងអាចជួយបញ្ជាក់បន្តិចបានទេប្រអូនហុងនឹងគាត់ស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នឹងដំបូងផ្ដើមយ៉ាងម៉េចដែរបងបងអាចបញ្ជាក់បន្តិចបានទេបង bong pro hả ta sắp ra bóng bóng hông nơi bên ý sa mặt tất cách lúc vô thật đồng co tốt nơi ná hồi sa mặt tất cách nhận vô thật bố chia nơi tì tăng ná đại bóng bong pro ai chui bị chạm màn tích tế bàn thay màn tích bàn tế ta mà đào pe nít sạch nhất đang không cua xa rồi bỏ hộp ôn hóng cọt miên thôi ca thằng nẹt thằng ông mà mặt tất cách rồi cái cọt bàn đằng đầm nắng chung bên cả rồi này cua lại trả cho rồi bỏ ôn hóng hơi được nữa bằng rồi hôm đào pe nâng đôi chỉ ở khơi nhìn trong đua xa được cua sạch nhất là bỏ
តែយើងឃើញមានគណៈកម្មការបកការនេះមាននៅខាងក្រុមគ្រូពេទ្យក៏ដូចជាខាងសមាជិកទីក្នុងតែខាងសមាជិកពេទ្យព្រោះជាវិជ្ជាប្រវត្តិមួយចំនួនដែលគាត់មានការដឹកទៅដល់ផ្ទៃហ្នឹងយើងបានរៀបចំដើម្បីធ្វើបន្តពីគឺទៅវត្តហើយធ្វើការបូជានៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងបាទបងអរគុណមែនទែនបងសម្រាប់ការផ្តល់ព័ត៌មានជុំវិញករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍របស់បងអូនហុងដែលកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍នឹងអរគុណបងប្រុសមែនទែនបងអរគុណបងគ្រប់អរគុណបងបាទប្រិមិត្តដែលកំពុងតែទស្សនាប្រិមិត្តបានសន្តាប់រួចហើយចំពោះការបញ្ជាក់របស់បងប្រុសសានសុកសៃហាដែលលោកគឺជាអ្នកនាំពាក្យនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយហើយជុំវិញករណីខាងលើនឹងនៅចំពោះការសម្ភាសរបស់ខ្ញុំមុននេះជាមួយនឹងលោកសានសុកសៃហាគឺគាត់បានបញ្ជាក់ថានៅវេលានៅពេលនេះបាទមានន័យថាអ្នកបើករថយន្តកូរ៉េសដោងម៉ាស៊ីនភ្លើងបាទសដោងម៉ាស៊ីនភ្លើងហ្នឹងគឺត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើការឃាត់ខ្លួនតាំងពីម្សិលមិញប្រិមិត្តបាទតាំងពីម្សិលមិញហើយក៏កំពុងតែធ្វើការកសាងសំណរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសានសុកសៃហាហើយការបញ្ជូនអ្នកបើករថយន្តកូរ៉េហ្នឹងគឺបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីធ្វើការតាមនីតិវិធីច្បាប់ហ្នឹងនៅថ្ងៃស្អែកប្រិមិត្តបាទហើយចំពោះសពរបស់បងអូនហុងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងហ្នឹងគឺសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ហើយគឺសមត្ថកិច្ចនឹងរៀបចំហើយជាមួយនឹងសពរស់ជនមួយចំនួនដែលគាត់មានចិត្តអាណិតអាសូរដល់បងអូនហុងហ្នឹងសមត្ថកិច្ចនឹងរៀបចំធ្វើពិធីបុណ្យនៅវត្តជ្រោយចង្វាហើយសុំទោសវត្តព្រែកលៀបសុំទោសប្រិមិត្តបាទសុំទោសនៅវត្តព្រែកលៀបដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ព្រែកលៀបខណ្ឌជ្រោយច្វាពិតជាអាណិតនឹងអាសូរដល់បងអូនហុងមែនទែនរហូតមកដល់ពេលនេះគឺមិនទាន់មានសាច់ញាតិនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់មកទទួលយោសពឬក៏មកទទួលយោសពរបស់បងអូនហុងនឹងដើម្បីរៀបចំនៅពិធីបុណ្យនៅឡើយទេប្រិមិត្តបាទហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាការឡាយរបស់ខ្ញុំនេះនឹងបានឃើញដល់សាច់ញាតិនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់បងអូនហុងខ្ញុំមិនជឿថាបងអូនហុងគាត់មិនមានសាច់ញាតិនឹងក្រុមគ្រួសារទេបើតាមការដែលខ្ញុំមើលវីដេអូនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម TikTok ក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook គឺបងអូនហុងគាត់ថាគាត់មានពុកឈ្មោះញ៉ាយបាទដែលនៅក្នុងខេត្តបរសេអនុហើយគាត់ក៏មានសាច់ញាតិនៅក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងខេត្តបរសេអនុផងដែរប្រិមិត្តបាទព័ត៌មានយើងបានផ្សាយរួចអស់ហើយប្រិមិត្តបាទចំពោះករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍របស់បងអូនហុងចឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាលោកបានជ្រាបជាដំណឹងអស់ហើយបាទមានន័យថាសពរបស់គាត់គេនឹងយកទៅធ្វើការបូជាបាទហើយនេះគឺជាព័ត៌មានលម្អិតហើយបាទដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអស់ចម្ងល់ជុំវិញរឿងរ៉ាវករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍របស់បងអូនហុងបាទរបស់បងអូនហុងគឺគាត់បានស្លាប់មែនប្រិមិត្តបាទហើយក្នុងបាទខ្ញុំបាទសវណ្ណធីមានតែការចូលរួមរំលែកទុក្ខនិងអាណិតអាសូរដល់បងអូនហុងមែនទែនហើយសង្ឃឹមថាជាតិក្រោយបងអូនហុងគាត់នឹងចាប់ជាតិល្អជាងជាតិនេះប្រិមិត្តបាទជាតិនេះគាត់គឺជាក្មេងអាណាថាបាទដែលដើរតែតោលគ្មានផ្ទះសំបែងចឹងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើការផ្សព្វផ្សាយមានទឹកចិត្តមួយអាណិតអាសូរដល់គាត់ខ្ញុំខលទៅសួរបងអូនស្រីខ្ញុំបន្តិចមានអីណាចុះនឹងអូននរណាចាំចូលទៅនេះចាំបងប្រាប់អូនចាំបងប្រាប់នឹងអូនជុំវិញករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍របស់បងអូនហុងហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើការផ្សាយនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ផ្ដល់ព័ត៌មានបាទបាទទៅដល់សាច់ញាតិនិងក្រុមគ្រួសាររបស់បងអូនហុងការគាត់នៅរស់គាត់គឺជាមនុស្សអនាថាហើយបងប្អូនអញ្ចឹងយើងមិនចង់ឲ្យគាត់ស្លាប់ទៅក៏ជាខ្មោចអនាថាទេយើងសង្ឃឹមថាសាច់ញាតិនិងក្រុមគ្រួសាររបស់បងអូនហុងគាត់នឹងមកទទួលយកសពរបស់បងអូនហុងដើម្បីរៀបចំពិធីបុណ្យតាមប្រពៃណីផងដែរគុំឲ្យគាត់ហើយពេលគាត់នៅរស់ម្ដាយឪពុកបាទបងប្អូននឹងមិនល្វីល្វល់ទុកឲ្យគាត់ដើរតែតោលអាណាថាបណេចរបាទឥឡូវនេះគាត់បានស្លាប់ហើយសង្ឃឹមថាសាច់ញាតិរបស់គាត់នឹងមិនបដោយឲ្យគាត់ខ្លាចតែជាខ្មោចអាណាថាទៀតទេបងប្អូនហើយតែខ្ញុំធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនេះយើងគ្រាន់តែចង់ឲ្យសាច់ញាតិនិងក្រុមគ្រួសាររបស់បងអូនហុងបានជ្រាបជាដំណឹងតែប៉ុណ្ណោះហើយចូលទៅរឿងមួយទៀតមានបងប្អូនមួយចំនួនបាន
thưa ca xua mà nhóm thay khi nhóm ban cho tập sai bỏ miền chung vinh cả rồi này sẽ cái đây chung nằm nâng và miền này thay chung vinh sẽ cái đây chung nằm nâng đó bỏ rõ tập 3 để nhìn pinh chung vinh ai bài trên chấm trái và nâng rôn rôn bằng đại tắt rôn chung môi nâng rôn bằng tụt rong snap nơi lơ tụt tội tội nâng sầm nắng mình riệp rối lơ tây tần lê không phô mặt xa riêng niềm pinh mê ta rù rơ đòi hết rõ tà ba riêng niềm pinh tục rìa phê áo môi sạp đà chân bàn thơ ca cho tập sai tăng phí bực và lâm bình mật bà tăng phí bực và lâm rõ hô đo về liên lượng nghiệp chân dương khơi tha cao phí rõ tà ba riêng niềm pinh bàn chân như sẽ đây chú nằm nâng bà đây bị ca rú rớ rư trả lát bài trình chấm trái rôn sạc nấu bằng đại tất rôn sạc nấu lưu túc túi túi nâng sầm nóng mình đếp rối lưu tây tình lê không phô mật xa rít niềm bình và anh ấy dân an lý khách sẽ cái đây chung nâng bó rô tà bá khăn được xây kéo đại lục bàn phát đo lại chống nợ phê đạch chống bàn cho tư thơ cạp sai bó rồi miên bốn lý và đại sẽ mặt tất cách nâng ở nhà thao khăn được xây kéo lục bàn cho tư thơ cạp bình nứt mớ ti tăng đại bóng phá ôn và chi bố rốt đại quạt sang sóng tia và tia bằng đại tất rưu cờ rôn bằng đại tất nâng bài trình chấm trái đại quạt sang sóng khó chắc bắp nơ lơ hợp tây tình lề chân dương khơi tha bóng phá ôn đại quạt bóng phá ôn và chi bố rốt đại quạt sang sóng tia chả lát rưu cờ rôn sẵn nơ bằng đại tất rưu cờ bài và bài trên trăm trái nó cứ có bàn thôi ca rù rơ và tam sẽ cách đây chú nằm nâng rồi bỏ rô tà ba địch nhìn bình hai bình mất bà hai cột có cùng bông tại thôi ca rù rơ tăng bị bực bà lâm và tăng bị bực bà lâm tiệc lạc có rù ốc tiệc lạc có rù bàn chi trả ơn khăn hông đai bình mất bà cột cùng bông tại rù rơ bà đá hơi ní khi chi bò rùm biến đại khi bàn chốt từ thôi ca sắp xa ở bông bà ôn bàn đăng chia đầm nâng phong đài bọn phá ôn bà chóng đăng bò đầm biên khăn tại chất bác chung bình rương ra nâng cứ bọn phá ôn à chỗ tầm mơ lơ phêch và ông có phía bò đầm biên TV Facebook bò dương khiêm bán dương khiêm bán thôi cạp sai rồi cho hỏi bọn phá ôn ổ cun nắp bọn phá ôn sắp rào ca tù sản án ca tạm đán khiêm bán sản thi rùm chung bình nâng công ca nghĩa xôn bán cái nâng xôn bộp liền miên chùm lệch ná lưu lưu khoa khá trọng nà mà xong rúng xôn phục mai bông phá ôn mê ta khăn tay áp hay tổ hợp chân phong bù hợp vầy đầy dương thua cạp sắp xa bò đồng miên ý cứ chì cạp xa bất tốt bà chân bà xanh chìm miên chùm lệch ná lưu lưu khoa khá trọng nà mà xong rúng xôn phục mai bông phá ôn mê ta khăn tay áp hay tổ hợp phong bà chung bình rương ra rồi bà phá ôn hóng khiêm bàn bạp chìa đầm nâng rồi ở hỏi bởi m ở côn phục mai bông phá ôn xâm rạp ca tù sản án nâng ca tạm đàn khi em bà xâm rạp thí rùm chùm mùi nâng krong ca nghĩa xôm lập mong cái nâng xôm cổ lìa miền chùm lạch nà lưu lưu khoác hạt trọng nàm xong rùm xôm phục mai bông phá ôn mê ta khăn tay áp hay tục ở khi em bà xâm rạp thí phong ở côn